trước đi thì này. Công ty là đi 15 năm trước. Công ty là đi đợt trước, 19. Qua vừa rồi là chỗ chỗ chỉ toàn có đi đâu. Không đi đi. Về đây về hết nhà, đem về hết hai xe hay một xe? Hai xe này đi về đó đi. Cần ngay chỗ đường Phạm Văn. Đâu có đi được. Biết thì là ở nhà anh ta làm. Ở đơn phượng đâu? Cả của nhà. Chắc cháu ơi cho cháu ở nhà. Không nhà. Chúc mừng vào đi. Chỉ có giỏi với không giỏi thôi. Không mà không biết mức độ ở cái tầm đúng rồi, đúng rồi. Nếu được có nghĩa là tầm trung bình trở lên. Ba ngồi ăn đi ba. Nó ngồi bên cạnh kia rồi. Nâng lên cả bàn mà bố ngồi lên cả bàn. Không uống thì con trai gánh gì. Sao phá. Chào con nhà tôi đây, các thiên thần nhà tôi đây, như là giống nhau hết thì bạn, nhau giống nhau hết thì bạn, không giống nhau đâu, hai thế này đặc biệt này, tí loại phải đoàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ghen thôi nha.